khán giả theo dõi Hương Vị Tình Thân đều thấy rõ hành trình biến đổi của nữ chính nam do Phương Oanh thể hiện từ tập đầu tiên đến hiện tại. Không chỉ về ngoại hình, tính cách và lối hành xử của cô nàng này cũng được chuyển biến dần sau hơn 100 tập phim. Mới đây trên fanpage của mình, Phương Oanh cũng đã ghép hai khoảnh khắc trước và sau khi lấy chồng của Nam để so sánh sự khác biệt, rồi còn chú thích rằng ngông đến mấy mà lấy chồng vào thì cũng phải ngoan thôi, phải không ạ? Đã nơ lại còn tóc củ tỏi thu te mới chịu. Nam phong trần ngày ấy bay màu đi đâu rồi? Lấy chồng thật đáng sợ. Ở phần 1, Nam là cô gái theo phong cách tomboy, làm nghề kỹ sư điện nước nên luôn cư xử một cách cứng cỏi, hầm hố, ngang ngạnh, không giống như những người đẹp mà Long từng hẹn hò. Bà Xuân cũng từng tức giận mà mắng con trai khi dám hẹn hò một người theo bà là nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy. Sang đến phần 2, dù giai đoạn trước khi lấy chồng khiến Nam nhận nhiều chỉ trích vì cách chọn trang phục quá khó hiểu, nhưng không thể không thấy rõ sự nữ tính lên từng ngày của cô sau nhiều năm chia tay Long. Và đến khi đã về làm dâu trưởng nhà họ Hoàng, thời trang của Nam được nâng cấp lên từng bước với những món đồ hiệu và các thiết kế ngày càng tinh tế. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.